Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 359 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bấy giờ một ngày này, Mẫu Hoàng Đại Đế đi tới Vãng Sinh Cung cầu kiến Tư Mệnh nương nương. Nàng ta nói: "Lão thần thọ mệnh đã tận, hôm nay sẽ phải chết đi, muốn cầu kiến nương nương lần cuối, nói một tiếng vĩnh biệt." Tư Mệnh nương nương lệnh cho cung nữ để cho nàng ta tiến vào. Vừa vào tới đại cung, Mẫu Hoàng Đại Đế ngồi xuống nói: "Nương nương, hôm nay ta đặc biệt tới tử biệt, thọ nguyên linh hồn ta đã hết rồi, không thể tiếp tục sống được nữa. Ngươi là thân nhân duy nhất của ta, cho nên mới tới đây giã từ. Vừa rồi ta ở bên ngoài đã nhìn thấy thánh địa của Càn Đô Thần Vương. Chẳng lẽ Càn Đô Thần Vương đã di cư tới đây rồi hay sao?" Tư Mệnh nương nương nói: "Bệ hạ lo lắng thiên sẽ đối phó với Càn Đô đạo huynh, bởi vậy để cho hắn lưu lại ở phụ cận, ta và hắn cũng tiện, hai bên chiếu ứng lẫn nhau." Mẫu Hoàng Đại Đế mỉm cười nói: "Bệ hạ suy nghĩ chu đáo. Nương nương, mấy ngày sắp tới lão thân sẽ hồn phi phách tán, lẽ nào nương nương không có lời gì muốn nói với lão thân hay sao?" Tư Mệnh nương nương suy nghĩ một chút, cực kỳ nghiêm túc nói: "Bà ngoại, nếu ngươi không tìm chết, ngươi sẽ không chết." Trong lòng Mẫu Hoàng Đại Đế đại chấn, Tư Mệnh nương nương đứng dậy, nhẹ nhàng phất tay áo. Vãng Sinh Luân thật lớn vô thanh vô tức cuộn trào phiêu phù sau lưng nàng. Nàng đạm mạc nói: "Thiền đã tới rồi, bổn cung đi tới nghênh tiếp, bà ngoại ngươi có muốn đi theo hay không?" Mẫu Hoàng Đại Đế thoáng có chút do dự, còn đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Tư Mệnh nương nương. Tư Mệnh nương nương đã đi ra trước cửa Vãng Sinh Cung, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trên thiên ngoại thiên động của Càn Đô Thần Vương có thiên khung lưu động bao vây thánh địa thiên ngoại thiên động. Thiên quả nhiên đúng như nàng sở liệu đã đi tới nơi đây. Hiện tại chư đế hoàng triều đều bận bịu bình loạn khắp nơi, bận rộn rứt đầu mẻ chán, mà vào lúc này thiên xuất hiện ở thánh địa Vãng Sinh, khu luân hồi thứ 7, chính là cực kỳ đúng dịp. Thiên ngoại thiên động ngoại động, thiên ngoại thiên động ngoại động bị Càn Đô Thần Vương chế tạo cực kỳ phức tạp, thời không hỗn loạn, thiên mạch thông nhau, rắc rối phức tạp, chỉ hơi chút lơ là sẽ bị lạc vào trong đấy, nhất định phải do Càn Đô Thần Vương hoặc là hai tôn thần vương Thiên Cơ, Thiên Huyền đích thân dẫn đường mới không có bị lạc. Càn Đô Thần Vương chính là thần vương thái cổ, là thần ma do tiên thiên thiên đạo sinh ra. Năm xưa đã từng luận đạo với đại toại, đại toại phát hiện 30 bức thiên đạo đồ, công lao của hắn cũng cực lớn. Tạo nghệ của hắn trên thiên đạo cực kỳ cao, mục đích kiến tạo nơi này chính là muốn đối kháng với sự xâm nhập của thiên. Hắn vốn dĩ kỳ thị hậu thiên thiên đạo, bất quá tạo nghệ trên thiên đạo đầu tiên là bị đại toại vượt qua, về sau lại trải qua trung nhạc hôn đúc, quan niệm phát sinh cải biến, lý giải đối với hậu thiên thiên đạo cực sâu, đã cải tạo lại nơi này rất nhiều lần, tự nghĩ thiên tiến vào nơi này tuyệt đối không thể bước vào thánh địa của hắn được nửa bước. Nhưng hiện tại thiên trực tiếp xâm nhập, thời không hỗn loạn trong thiên ngoại thiên động ngoại động theo thiên tiến vào đột nhiên trở nên không còn hỗn loạn nữa, thời không trật tự gọn gàng ngăn nắp, khiến cho thiên có thể thuận lợi mà xuyên qua. Tạo nghệ của thiên trên thiên đạo siêu việt chúng ta rất nhiều. Ở chỗ sâu nhất trong thiên ngoại thiên động ngoại động, Càn Đô Thần Vương rất nhanh phát hiện thiên đang từng tầng đột phá, trong lòng cả kinh, không dám tiếp tục trốn vào trong sao huyệt nữa, mà là cấp tốc phóng ra bên ngoài. Hiện tại tạo nghệ của thiên đã viễn siêu hơn hắn. Nhìn theo bố trí của thiên ngoại thiên động ngoại động, nếu như bị thiên bức ở trong động, vậy hắn liền không còn đường để trốn, không có đường để mà lui, chỉ có thể ngoan ngoãn bị thiên thôn phệ. Hiện tại xông ra, may ra còn có cơ hội để mà đào tẩu. Ớn, Càn Đô Thần Vương xông ra thiên ngoại thiên động ngoại động kêu lớn: "Thái Hoàng, Thái Hoàng,
Người bế quan lâu như vậy, hiện tại yêu ma quỷ quái gì cũng đều nhảy ra gây sóng gió cả. Nơi này cũng là hậu cung của ngươi, ngươi còn có thể để cho thiên làm càn ở nơi này hay sao? Bản thân Thái Hoàng còn khó bảo toàn, ở đâu ra tinh lực bảo vệ ngươi đây? Thiên không đột nhiên biến hóa, biến thành một cái vũ trụ thiên đạo thật lớn, vây khốn Cản Đô Thần Vương vào bên trong. Trên vách vũ trụ thiên đạo kia nhất thời xuất hiện vô số khuôn mặt, chi chi chít chít dán ở trên đấy, không có tai mắt mũi miệng. Đột nhiên, trên đám khuôn mặt kia chợt xuất hiện từng khỏa nhãn đồng thật lớn. Mỗi một khuôn mặt đều có một con mắt chiếm cứ gần như cả khuôn mặt, nhất tề nhìn về phía Cản Đô Thần Vương, trong mắt lóe lên quang mang sáng ngời. Bắt được ngươi rồi, rốt cuộc đã bắt được ngươi rồi. Đám con mắt kia đột nhiên thu nhỏ lại, giờ lên phía trên. Phía dưới xuất hiện từng cái miệng lớn, trăm miệng mới nói. Cản Đô, không cần lại phản kháng nữa đâu, chúng ta hợp thể nào. Cản Đô Thần Vương tức rùi bọt mép, lạnh lùng nói. Hợp thể con mẹ ngươi, hôm nay ta đấu với ngươi cá chết lưới rách thôi. Thiên Cơ, Thiên Huyền đâu rồi? Hai tiểu hài tử trên người chỉ mặc một cái yếm nhỏ, xuất hiện một trái một phải hắn. Sắc mặt của Thiên Cơ Thần Vương, Thiên Huyền Thần Vương cực kỳ khẩn trương, ngẩng đầu mà quan sát bốn phía. Chỉ thấy đám khuôn mặt trên thiên không kia xoay chuyển xung quanh bọn họ như sao rời, như đầu chuyển. Thực lực của Thiên Đủ mạnh mẽ hơn xưa, lại trải qua tẩy lễ của lần. Chỉ thấy đám khuôn mặt trên thiên không kia xoay chuyển xung quanh bọn họ như sao rời, như đầu chuyển. Thực lực của Thiên đã mạnh mẽ hơn xưa, lại trải qua tẩy lễ của lần khai mở đạo giới, hấp thu được cơ duyên mở ra đạo giới mang tới, đạt được 19 đạo hào quang thiên đạo. Chẳng những đạo thương trên người khỏi hẳn, thực lực còn có thể có sự đề thăng thật lớn, quả thật là cực kỳ cường đại. Ba tôn thần vương Cản Đô, Thiên Cơ, Thiên Huyền đều là thần ma sinh ra từ thiên ngoại thiên, động ngoại động. Nơi này có thể nói là xào huyệt của bọn họ. Hiện tại ngay cả xào huyệt đều đã bị vây khốn, có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không có cửa. Xoẹt xoẹt. Cản Đô Thần Vương chỉ tay một cái, thân hình Thiên Cơ Thiên Huyền thượng. Xoẹt xoẹt. Cản Đô Thần Vương chỉ tay một cái, thân hình của Thiên Cơ Thần Vương đại biến, cái yếm nhỏ càng lúc càng lớn, biến thành một quyển thiên cơ đồ bao phủ thương thiên. Mà Thiên Huyền Thần Vương lại biến thành một vòng xoáy cực lớn, xuất hiện sau lưng Cản Đô Thần Vương, gào thét chuyển động. Cái vòng xoáy càng lúc càng lớn, rất có xu thế thâm thiên. Ba người các ngươi đều sẽ phải hợp thể với ta. Thiên không để xuống, vũ trụ thiên đạo càng lúc càng nhỏ. Trên thiên không xuất hiện 49 bức thiên đạo đồ, ngọc điện Quỳnh Lâu, cung điện Điện Phủ, nhật nguyệt sơn xuyên ầm ầm mà chấn áp xuống. Cản Đô Thần Vương cầm lên một tiếng, sau lưng đột nhiên dựng thẳng lên 19 quyển thiên đạo đồ, giống như từng cây đại kỳ tung bay, đâm thẳng về phía thương thiên đang đè xuống kia. 19 cây đại kỳ thiên đạo kia chấn động, đột nhiên diễn sinh ra 30 đạo hậu thiên thiên đạo, biến thành 49 cây đại kỳ, nghênh đón thiên đạo đồ thương khung thiên đạo. Ầm 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 ầm. Thiên Cơ Thần Vương đẫm máu rơi xuống, bị đánh trở về nguyên hình, thành tiểu hài tử béo nhỏ. Tiếp theo, vòng xoáy sụp đổ tan rã, Thiên Huyền Thần Vương cũng bị đánh trở về hình thái tiểu hài tử béo nhỏ. Hai tiểu hài tử ngã ngửa dưới chân Cản Đô Thần Vương, miệng không ngừng thổ huyết. Cản Đô Thần Vương giơ lên một tiếng, 49 thiên đạo bị ép tới mức không ngừng vặn vẹo, lùi ngược về phía sau. Trong tai mắt mũi miệng của hắn không ngừng chảy ra máu tươi, vẫn như cũ dốc toàn lực mạnh mẽ chống đỡ. Thực lực hiện tại của Thiên quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có khả năng địch nổi. Đây chỉ là chiêu đầu tiên, chỉ chiêu đầu tiên hắn đã thua, sắp sửa bị bắt. Bên ngoài vũ trụ thiên đạo, Tư Mệnh Nương Nương đứng trong đạo hỏa hừng hực, sắc mặt lãnh đạm, vươn tay ra nhẹ nhàng chỉ một cái về phía trước. Vãng Sinh Luân sau lưng của nàng nhất thời bay thẳng về phía trước. Ngón tay của Tư Mệnh Nương Nương khẽ chuyển động, Vãng Sinh Luân cũng theo đó chuyển động, ầm ầm vang dội. 49 thiên đạo của Cản Đô Thần Vương trong vũ trụ thiên đạo kia đột nhiên sụp đổ, khôi phục lại thành 19 thiên đạo. Tiếp theo đấy, 19 thiên đạo cũng bị ép cho lùi trở về trong cơ thể. Vũ trụ thiên đạo chấn áp thẳng xuống, Cản Đô Thần Vương ngã sấp trên mặt đất, hai tay chống đất, gắt gao kiên trì, nhưng thủy chung cũng không thể đứng dậy. Đối mặt với Thiên hiện tại, hắn đã không còn dư lực phản kháng nữa. Nhưng đúng lúc này, 49 thiên đạo đồ của đột nhiên tám khuôn mặt trên thiên không kia nhanh chóng đi xa, toàn thể vũ trụ thiên đạo trong
trong khoảnh khắc giống như vô số bánh răng hỗn loạn, loạn thành một đoàn. Từ mệnh lừng nương. Đám khuôn mặt hỗn loạn và thiên đạo đồ băng loạn kia đột nhiên mạnh mẽ thu hồi, biến thành một gã nam tử không có khuôn, trên mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, khuôn mặt xoay chuyển nhìn về phía Tư Mệnh Nương Nương. Tư Mệnh, băng vào ngươi cũng dám đối nghịch với ta sao? Cho dù con là Lôi Trạch Hoa Tư, nhìn thấy ta cũng phải lễ kính ba phần. Ngươi bất quá chỉ là một người đã chết rồi, bị Thế Hoàng biến thành tồn tại giữa sinh và tử. Ngươi có thủ đoạn gì cũng muốn cướp đi Cản Đô từ trong tay ta sao? Sắc mặt của Tư Mệnh Nương Nương bất biến, xoay chuyển vãng sinh luân trước mặt. Kiện trọng khí trời sinh này chính là do đại đạo vãng sinh biến thành, ẩn chứa uy năng vô biên. Trải qua nàng tế khởi, thiên địa khu luân hồi thứ bảy nhất thời vặn vẹo, năng lượng kinh khủng bị nàng điều động. Vãng sinh luân ầm ầm chấn động, một đạo quang mang bắn thẳng về phía thiên không. Thiên cười lại một tiếng, lao thẳng về phía nàng. Thiên đạo mạnh hơn luân hồi. Đại đạo vãng sinh của ngươi bất quá chỉ là một bộ phận của đại đạo luân hồi mà thôi. Bằng thủ đoạn mẻo ba chân của ngươi cũng muốn tranh phong với ta sao? Nằm mơ đi. Âm 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 âm. Hắn nghênh đón đạo hào quang do vãng sinh luân bắn ra, giống như đón gió lướt sóng, chống đỡ đạo hào quang giết về phía Tư Mệnh Nương Nương. 49 thiên đạo đồ liên tục mở ra, chấn cho vãng sinh luân lay động bất ổn. Tư Mệnh Nương Nương đột nhiên lùi về phía sau, thân hình của nàng mặc dù đang lùi về phía sau khoảng cách càng xa, hẳn là nên càng lúc càng nhỏ. Thế nhưng cổ quái chính là thời điểm nàng lùi về phía sau, thân thể ngược lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng vĩ ngạn, giống như một vị thiên mẫu cao cao tại thượng vậy. Vãng sinh luân to lớn khôn cùng ở trước mặt của nàng đã biến thành một tấm gương nho nhỏ, mà thiên đang phong tới lại đã biến thành một điểm tinh tế bay thẳng về phía tấm gương kia. Thái Hoàng bệ hạ, vô không phải biến ta thành tồn tại giữa sinh và tử, mà là khiến ta dung nhập làm một thể với khu luân hồi thứ bảy. Sắc mặt của Tư Mệnh Nương Nương buồn bã, vươn tay chạm một cái, khu luân hồi bệ thứ bảy ầm ầm chấn động, một đạo linh quang như đằng xuất hiện trong tay của nàng, pang một tiếng quất bay thiên. Thiên, người thật sự rất cường hoành. Bất quá ở trong khu luân hồi thứ bảy, ta chính là vô địch, không có bất kỳ nhược điểm nào cả. Lại pang một tiếng nữa, đạo linh quang kia một lần nữa quất tới. Thân thể gã thần nhân không có khuôn mặt kia đột nhiên chấn động, biến thành thiên ấn, nghênh đón đạo linh quang kia, rồi lại bị đạo linh quang kia một lần nữa quất bay. Thiên ngục. Gã thần nhân không có khuôn mặt kia quát lớn một tiếng, đột nhiên biến thành thiên ngục, lại là một vòng xoáy giống như long quyển phong thật lớn. Phía dưới nhọn, phía trên lại cực lớn. Đạo linh quang kia quất tới, nhất thời bị thiên ngục cuốn lấy, hút vào trong vòng xoáy. Trong vòng xoáy, từng gã thần nhân thiên đạo đột nhiên từng bước tiến lên, từ trên đỉnh vòng xoáy mà đi xuống, giết về phía Tư Mệnh Nương Nương. Tổng cộng có 48 tôn thiên, chỉ là thực lực mỗi một người mạnh yếu bất đồng. Nhưng đám thần nhân thiên đạo này đặt ở trong chư đế cũng đều là tồn tại cấp thần vương thái cổ, đồng thời giết về phía Tư Mệnh Nương Nương. Đám thần nhân thiên đạo này mỗi người tinh thông một loại thiên đạo, đều là phân thân của thiên. Thiên bởi vì là tế tự thần, nếu như hợp thể bởi vì lực lượng tế tự không thuần túy, trái lại khó có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Mà nếu như tách ra, ngược lại sẽ có thể dễ dàng phát huy mỗi một loại thiên đạo tới mức tận cùng. Một gã thần nhân thiên đạo trong số đó quân lấy đạo linh quang kia, 48 gã thần nhân thiên đạo còn lại thì liên thủ giết về phía Tư Mệnh Nương Nương, lập tức khiến cho Tư Mệnh Nương Nương khó có thể chống đỡ được, cực kỳ nguy hiểm. Đúng lúc này, Mẫu Hoàng Đại Đế đột nhiên xuất hiện sau lưng Tư Mệnh Nương Nương, thân thể chấn động một cái, biến thành nguyên hình. Vô số đạo xúc tu đâm thẳng về phía hậu tâm của Tư Mệnh Nương Nương. Bà ngoại, người khiến cho ta rất thất vọng rồi. Đám xúc tu của Mẫu Hoàng Đại Đế vừa mới chạm tới sau lưng của Tư Mệnh, thân thể Tư Mệnh Nương Nương đột nhiên biến hóa, biến thành vô số linh quang tổ hợp, chính là linh quang đạo hỏa thiêu đốt hừng hực. Sắc mặt Mẫu Hoàng Đại Đế kịch biến, thất thanh nói: "Thái Hoàng, khiến ngươi dung hợp làm một thể với luân hồi đẳng hội rồi sao?" Sắc mặt của Mẫu Hoàng Đại Đế kịch biến, thất thanh nói: "Thái Hoàng đã khiến ngươi dung hợp làm một thể với luân hồi đẳng rồi sao?" Đinh 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 đinh. Một tràng thanh âm va chạm giòn giã vang lên. Đám xúc tu của Mẫu Hoàng Đại Đế không thể gây tổn thương cho nàng chút nào, ngược lại bị đạo hỏa thiêu đốt lên, bốc cháy hừng hực. Mẫu Hoàng Đại Đế thét lên chói tai, thanh âm thê lương, vội vàng bứt đứt toàn bộ đám xúc tu, tránh cho đạo hỏa dính lên chân người.
Năm xưa ta nguyền rủa các tộc thiên hạ phản phệ cực kỳ cương đáy, lúc đó ta cũng đã chết rồi. Tư Mệnh Nương Nương xoay người lại, ống tay áo ba động vang sinh lên, nhục thân của Mẫu Hoàng Đại Đế nhất thời sụp đổ tan rã, linh hồn cũng vặn vẹo mà sụp đổ. Thái Hoàng khiến cho ta dung nhập với Luân Hồi Đăng, khiến cho ta đã biến thành bản thể của Luân Hồi Đăng. Sắc mặt của Tư Mệnh Nương Nương buồn bã, hắn yêu ta không đành lòng để ta cứ như vậy chết đi, vì vậy đã tế khởi ta biến thành một bộ phận của khu luân hồi thứ bảy, như vậy mới có thể bảo trụ linh hồn của ta bất diệt. Luân Hồi Đăng chính là nhục thân của ta, cũng là nơi linh hồn ta ký thác, chỉ là ta vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi nơi này được. Hơn nữa cả ngày lẫn đêm cũng phải thừa nhận nỗi đau đớn do đạo hỏa thiêu đốt kìa. Bất quá như vậy cũng rất có lợi, ở trong này kẻ nào cũng không giết được ta. 48 gã thần nhân thiên đạo nhao nhao công tới, nhất tể oanh kích lên hậu tâm của nàng, nhưng chỉ đánh cho một đám linh quang dao động, lại không thương tổn được Tư Mệnh Nương Nương chút nào. Khóe mắt Mẫu Hoàng Đại Đế cô hồ là muốn rách ra, linh hồn cũng đang sụp đổ tan rã, thanh âm thê lương: Tư Mệnh, ta là bà ngoại của ngươi, ta đã biết sai rồi, ngươi buông tha cho ta đi, ta là nhất thời bị choáng váng đầu óc mà thôi. Sắc mặt của Tư Mệnh Nương Nương càng lúc càng lãnh đạm, vãng sinh luân mạnh mẽ xoay tròn, nhất thời xoắn nát linh hồn kể cả nhục thân của nàng. Ý của bệ hạ là trong lúc đại chiến, đại toái sẽ tức khởi Miền Ngạn Hoa để cho anh linh chiến tử có một địa phương ký thác. Sau khi ngươi chết đi sẽ có thể tạm thời tiến vào hư không giới, đợi sau khi chiến tranh kết thúc rồi sẽ lại có an bài. Nhưng cuối cùng ngươi đã khiến cho ta thất vọng rồi. Toàn thân của Mẫu Hoàng Đại Đế triệt để vỡ nát, tiếp theo khí ước hỗn độn bạo phát, dung hóa hết thảy mảnh vỡ linh hồn và mảnh vỡ nhục thân của nàng thành khí hỗn độn. Xoẹt! Linh quang chấn động, đột nhiên mạnh mẽ xé rách thiên ngục. Tòa thiên ngục kia bị cắt ra làm đôi, biến thành hai khúc thi thể nằm dạp trên mặt đất, bị đạo linh quang kia giết chết. Hai khúc thi thể kia đột nhiên chấn động, biến thành một mảnh thiên không lưu động bay đi. Một lúc sau đã từ trên trời giáng xuống, biến thành một gã thần nhân thiên đạo. Tư Mệnh Nương Nương xoay người đối diện với 49 gã thần nhân thiên đạo, lạnh nhạt nói: Thiên, hiện tại ngươi hẳn là biết vì sao Thái Hoàng lại để cho Càn Đô Thần Vương lưu ở nơi này của ta rồi chứ? Xoẹt 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 xoẹt, tiếng gió giết gào truyền tới, khu luân hồi thứ bảy đột nhiên sáng lên, quang mang càng lúc càng sáng ngời. Sắc mặt 48 gã thần nhân thiên đạo đại biến, trên mặt xuất hiện từng khỏa thiên nhãn, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là linh quang đạo hỏa lan tỏa, hoàn toàn bao vây nơi này. Hiển nhiên Tư Mệnh Nương Nương là muốn để cho đạo hỏa luyện chết hết thảy toàn bộ thần nhân thiên đạo, không chỉ một tên, một lưới bắt giữ thiên, triệt để diệt trừ. Nàng hoàn toàn có loại thực lực này. Tư Mệnh Nương Nương chính là Luân Hồi Đằng, hơn nữa còn là bản thể trong 24.335 khúc Luân Hồi Đằng cấu thành khu luân hồi thứ bảy. Trung Nhạc tại thời điểm nàng bị đạo hỏa thôn phệ đã dung hợp nàng với bản thể Luân Hồi Đằng, bổ toàn khu luân hồi thứ bảy. Nàng chính là một bộ phận của khu luân hồi thứ bảy, cũng là thần minh của khu luân hồi thứ bảy, có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào mà khu luân hồi thứ bảy bao phủ. Trung Nhạc để cho Tư Mệnh Nương Nương thủ ở đơn nơi đây, bảo vệ mặt lưng của tổ đình, trấn thủ thánh địa vãng sinh, một trong tam đại thánh địa của khu luân hồi thứ bảy. Ngoại trừ tín nhiệm đối với Tư Mệnh Nương Nương ra, cũng là có lòng tin không gì sánh nổi đối với nàng. Đúng như những gì nàng đã nói, trong khu luân hồi thứ bảy nàng chính là tồn tại bất tử, là tồn tại vô địch. Nghĩ muốn giết chết nàng chỉ có hủy diệt luân hồi đằng, hủy diệt khu luân hồi thứ bảy này. Mà muốn hủy diệt khu luân hồi thứ bảy, sợ rằng chỉ có đạo thần của đạo giới hạ giới hoặc là luân hồi thánh vương đích thân xuất thủ mới có thể làm được. Ta là khinh suất rồi, quả thật không ngờ nương nương lại lợi hại như vậy. Bản lĩnh của nương nương bất phàm, ngày đêm thừa nhận nỗi khổ đạo hỏa phần thế, vẫn còn có thể kiên trì cho tới hiện tại. Đổi lại là bất kỳ người nào khác chỉ sợ cũng sẽ đau khổ tột cùng, hận không thể lập tức chết đi. Bất quá ta cũng không phải chỉ có hư danh. Thiên đạo thương khung, thân hình 49 gã thần nhân thiên đạo đột nhiên chẳng chịt tan sen, cấu thành một cái trận thế. Hắn đồng thanh nói: Nếu ta không bắt được ngươi, sao có thể là tồn tại mở ra thời đại thần kỳ được? Tư Mệnh Nương Nương khẽ ổ lên một tiếng, trong mắt linh quang lợn lờ, nàng nhẹ giọng nói: Ồ, thần thông đại nhất thống sao? Âm 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 âm. 49 gã thần nhân thiên đạo nhất tề hành động,
thiên âm nhất thể mãnh liệt, thiên đạo bạo phát. Đám thiên đạo này là thiên đạo tới từ tử vi, lục đạo giới, vũ trụ cổ lão, đạo giới và khu luân hồi thứ bảy. Hiện tại hư không giới sụp đổ không còn, thiên đạo không còn, cho nên đã thiếu mất một giới. Hiển nhiên thiên trong những năm qua đã dung hợp thiên đạo ngũ giới là một thể, khai sáng ra thần thông thiên đạo đại nhất thống. Chỉ là đã thiếu khuyết hư không giới, khiến cho uy năng một chiêu thần thông đại nhất thống này của hắn không khỏi có chút suy sụp. Nhưng cho dù là vậy, thần thông đại nhất thống dù sao cũng là thần thông đại nhất thống, uy lực chí cường chí mãnh. 49 thiên đạo biến thành một mảnh thương khung ngăn chặn đạo hỏa. Thương khung chấn động, một thanh thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, chém đứt đạo hỏa, chém về phía Tư Mệnh. Một kiếm này, thiên đạo mênh mông, hào hào đãng đãng, rất có khí thế, không chỗ nào không lọt vào, không gì không phá nổi, vô cùng lăng lệ. Thiên, ta đã nói với ngươi rồi, ở trong khu luân hồi thứ bảy, không có ai có thể đối địch được với ta đâu. Thân thể của Tư Mệnh nương nương chấn động, linh quang hội tụ, mơ hồ xuất hiện, hình thái của luân hồi đằng vẫy vùng, gào thét quân lấy thiên kiếm. Thanh thiên kiếm kia trong khoảnh khắc đã chấn động không biết bao nhiêu ức vạn lần, chấn cho linh quang không ngừng tan rã, nhưng càng nhiều linh quang hơn phóng vọt tới, biến thành vô số sợi thanh đằng không ngừng cuốn lấy. Cuốn lấy thanh thiên kiếm kia chặt chặt chẽ chẽ, giống như một đoàn sợi len to lớn, hết thảy uy năng của thiên kiếm đều bị bao phủ trong đoàn sợi len kia. Một kích này của thiên quả thật vô cùng kinh diễm, dùng thân phận tế tự thần của hắn có thể đột phá hàng rào giới hạn, khai sáng ra thần thông thiên đạo đại nhất thống, quả thật là ngoài dự liệu của người khác. Nhưng Tư Mệnh đã là một bộ phận của khu luân hồi thứ bảy, thân thể tương dung với luân hồi đằng. Ở trong khu luân hồi thứ bảy, cho dù là thần thông kinh thiên động địa như vậy cũng không làm gì được nàng. Một kiếm kinh diễm này của hắn lại bị luân hồi đằng hoàn toàn áp chế, nửa điểm uy năng cũng không thể giơ lên trên người Tư Mệnh được. 49 gã thần nhân thiên đạo giơ lên một tiếng, đột nhiên cầm Càn Đô Thần Vương và Thiên Cơ Thiên Huyền lên, bay thẳng lên không trung, xé rách khu luân hồi thứ bảy và hiện thực dự định chạy trốn vào trong tử vi. Tư Mệnh dung hợp với khu luân hồi thứ bảy, không thể rời khỏi khu luân hồi thứ bảy. Chỉ cần chạy ra khỏi nơi này, Tư Mệnh sẽ không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho hắn thôn phệ Càn Đô Thần Vương và Thiên Cơ Thiên Huyền. Cũng trong nháy mắt, 49 gã thần nhân thiên đạo bay lên không trung. Vãng sinh luân đột nhiên chuyển động, 49 gã thần nhân thiên đạo cảm thấy không gian biến ảo bất định, bị vãng sinh luân tách ra, không khỏi thầm kêu một tiếng không xong. Vãng sinh luân có thể đối phó bất luận một tôn hậu thiên thần ma nào, mạnh mẽ như Mẫu Hoàng Đại Đế cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết. Nhưng đối phó với tiên thiên thần ma lại không hữu dụng như vậy. Tiên thiên thần ma chính là linh nhục nhất thể, đại đạo chính là nhục thân, thọ mệnh vô hạn, tự nhiên sẽ không bị đại đạo vãng sinh khắc chế. Nhưng Tư Mệnh không chỉ là đã trưởng khống đại đạo vãng sinh, còn trưởng khống đại đạo luân hồi, đồng dạng cũng tinh thông vũ thanh trụ quang. Tư Mệnh đã dung hợp đại đạo vãng sinh, luân hồi, vũ thanh, trụ quang, đã diễn sinh ra công pháp của chính mình. Vãng sinh luân ở trong tay của nàng càng cường đại hơn, càng đáng sợ hơn so với ở trong tay của vãng sinh thần vương. Cũng trong nháy mắt, 49 gã thần nhân thiên đạo bị tách ra. 49 gã thần nhân thiên đạo này liền phát hiện mỗi một người chính mình rơi xuống trên một mảnh tinh vân, toàn bộ đều bị tách ra, không thể liên thủ với nhau được nữa. Đám tinh vân kia chính là từng điểm linh quang, hình dạng của tinh vân giống như từng mảnh lá cây vậy. Chỉ là đám lá cây này thật sự rất khổng lồ. 49 gã thần nhân thiên đạo nhao nhao bay thẳng ra ngoài, chỉ thấy vãng sinh luân thật lớn xoay tròn, khiến cho bọn họ thủy chung cũng không thể bay ra khỏi đám lá cây linh quang kia được, trong lòng không khỏi đại chấn. 49 gã thần nhân thiên đạo ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vãng sinh luân kia càng lúc càng lớn, tâm thần không khỏi hoảng loạn. Vãng sinh luân cũng không phải đang dần lớn lên, mà là bọn họ đang thu nhỏ lại, theo lá dưa leo luân hồi đằng thu nhỏ lại mà thu nhỏ lại. Nếu không thể nhảy ra khỏi đám cây leo luân hồi đằng này, bọn họ sẽ bị thu nhỏ lại tới mức tận cùng, bị nhốt trong cơ thể Tư Mệnh, thừa nhận đạo hỏa thiêu đốt. Khuôn mặt của Tư Mệnh xuất hiện trên thiên ngoại cũng càng lúc càng lớn, nói rõ ràng nàng đang thu hồi luân hồi đằng vào trong cơ thể. Một gã thần nhân thiên đạo nhấc Càn Đô Thần Vương lên, ngẩng đầu mà lạnh lùng nói: Tư Mệnh, nếu ngươi không trả ta ra, ta sẽ lập tức giết chết Càn Đô, Thiên Cơ và Thiên Huyền. Tư Mệnh nương nương mắt đứt tai ngơ, đạo hỏa trên lá cây dây leo luân hồi đằng bắt đầu thiêu đốt hừng hực, thiêu đốt 49 gã thần nhân thiên đạo, từng người kêu la thảm thiết vang lên.
Tư Mệnh nương nương, ngươi ngay cả Càn Đô, Thiên Cơ và Thiên Huyền cũng đều thiêu chết luôn hay sao? Gã thần nhân thiên đạo kia nhất thời ngưng trọng, lớn tiếng mà nói: Thiên, đây chính là đau đớn mà những năm qua ta đã gánh chịu. Tư Mệnh nương nương nhẹ giọng nói: Ta suýt chút nữa đã diệt tuyệt hết thảy sinh linh trong vũ trụ, hẳn là nên có ác báo này. Hiện tại có ngươi cùng chịu khổ với ta, không biết ngươi có thể kiên trì nổi hay không đấy. Khuôn mặt từng tôn thần nhân thiên đạo vặn vẹo, cả đôi thần vương, Thiên Cơ Thiên Huyền thần vương cũng bị đạo hỏa thiêu đốt, kêu la thảm thiết không thôi. Đạo hỏa thiêu đốt nhục thân của bọn họ, thiêu đốt đại đạo của bọn họ, cảm giác đau đớn vô cùng cường liệt, thấu tận tới xương. Cho dù là thần vương cũng không thể nào chịu nổi. Rất khó tưởng tượng, Tư Mệnh vậy mà ngày đêm đều đang thừa nhận nỗi thống khổ như thế. Hơn nữa, đã trải qua mấy ngàn năm đằng đẵng. Nàng suýt chút nữa đã diệt tuyệt hết thảy chủng tộc ở trong vũ trụ. Tội nghiệp này quá lớn, nghiệp báo cũng sâu. Hiện tại, Thiên và đám người Càn Đô phải cùng với nàng thừa nhận nghiệp báo như vậy, thủ đoạn cũng tính là tàn. Bất quá, nàng làm như vậy cũng không có bất luận áp lực tâm lý gì. Bảo hộ Càn Đô và giết chết Càn Đô đối với nàng cũng đều có hiệu quả giống nhau. Mắt thấy toàn bộ đám dây leo và linh quang đều sắp sửa bị nàng thu vào trong cơ thể, đột nhiên một cái bàn tay từ trên trời trên thiên không vươn tới, cầm lấy sợi luân hồi đằng sắp sửa bị Tư Mệnh nương nương thu vào trong cơ thể, nhẹ nhàng rung một cái. 49 gã thần nhân thiên đạo và Càn Đô, Thiên Cơ Thiên Huyền hết thảy bị hất văng rơi xuống. Bất quá nàng làm như vậy cũng không có bất luận áp lực tâm lý gì. Bảo hộ Càn Đô và giết chết Càn Đô đối với nàng cũng đều có hiệu quả giống nhau. Mắt thấy toàn bộ đám lá dây leo và linh quang đều sắp sửa bị nàng thu vào trong cơ thể, đột nhiên một cái bàn tay từ trên thiên không vươn tới, cầm lấy sợi luân đằng sắp sửa bị Tư Mệnh nương nương thu vào trong cơ thể, nhẹ nhàng rung một cái. 49 gã thần nhân thiên đạo và Càn Đô, Thiên Cơ, Thiên Huyền hết thảy đều bị hất văng rơi xuống. Bàn tay kia lại phất mạnh một cái, toàn bộ đạo hỏa ở trên thân thể mọi người nhất thời bị dập tắt. 49 gã thần nhân thiên đạo vừa mừng vừa sợ, chăm miệng một lời nói: Hỗn độn đạo huynh sao? Một gã nam tử khuôn mặt bao phủ trong tầng tầng thần quang xuất hiện trước mặt bọn họ, nhìn về phía Tư Mệnh nương nương, chắp tay hành lễ nói: Nương nương, tắc tội rồi. Hai cánh tay hắn mở ra, 49 gã thần nhân thiên đạo và đám người Càn Đô không tự chủ được cùng bay lên, liền muốn rời khỏi khu luân hồi thứ bảy. Tư Mệnh quát lớn một tiếng, linh quang ngập trời mãnh liệt, linh quang và đạo hỏa dập trời ngập đất phóng vọt tới, biến thành đại thủ liệt hỏa hừng hực chụp về phía bọn họ. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia phất ống tay áo một cái, bàn tay ở mầm va chạm với bàn tay của nàng, bộc phát ra từng tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Toàn thể khu luân hồi thứ bảy đều bị chấn cho không ngừng run rẩy. 24.335 khúc luân hồi đằng nhao nhao chậm rãi xuất hiện. Sắc mặt của Tư Mệnh nương nương đại biến. Thế nhưng đúng lúc này, thiên đình phía trên tổ đình đột nhiên xoay chuyển, toàn thể thiên đình xuất hiện trong khu luân hồi thứ bảy. Trong thiên đình, một kiện trọng bảo to lớn khôn cùng ầm ầm khởi động, vô số luân hồi đạo âm nổ vang, luân hồi thiên cầu đã chuyển động. Một đạo quang mang khủng bố bạo phát, chém thẳng về phía gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia. Đạo huynh, lưu lại đi thôi. Phía sau luân hồi thiên cầu, một đạo thân ảnh vĩ ngạn từ từ dâng lên, bát đạo luân hồi sau đầu xoay tròn vô cùng bá đạo. Bàn tay còn lại của thần nhân hỗn độn thất khiếu kia nâng lên, va chạm với đạo quang mang do luân hồi thiên cầu bắn ra. Một cỗ chấn động càng thêm kịch liệt truyền tới, chỉ thấy đạo quang mang của luân hồi thiên cầu xuyên thấu bàn tay của thần nhân hỗn độn thất khiếu, bất quá cũng không thể giết chết được hắn. Bảo bối tốt ta. Thần nhân hỗn độn thất khiếu mở miệng tán thán, thân hình bị động cho bắn ngược trở về sau, đột nhiên lắc mình một cái, mang theo Thiên và đám Càn Đô rời khỏi khu luân hồi thứ bảy, đi tới Tử Vi. Âm ầm ầm ầm. Thiên đình một lần nữa chấn động kịch liệt, nhanh chóng xoay chuyển, xuất hiện trong tinh vực Tử Vi. Luân hồi thiên cầu một lần nữa chấn động, lại bắn ra từng đạo quang mang chém về phía gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia. Đạo giái. Gã thần nhân hỗn khiếu quát lớn một tiếng, vậy mà thi triển ra đại thần thông đạo giải, ầm ầm va chạm với uy năng của luân hồi thiên cầu, thân hình loạn choạng, may theo mang theo Thiên và đám người Càn Đô nhanh chóng rời khỏi. Trong thiên đình, phía sau luân hồi thiên cầu, Trung Nhạc rên lên một tiếng, há miệng phun ra một cỗ khí hỗn độn nồng đậm, vội vàng trấn trụ lạc ấn hỗn độn trong cơ thể. Hắn liên tục hai lần thôi động luân hồi thiên cầu, lạc ấn hỗn độn trong cơ thể suýt chút nữa
đã không thể khống chế. Mà đạo quang đạo giới rơi vào trong đại đạo luân hồi của hắn cũng suýt chút nữa đột phá sự phong tỏa của đại đạo luân hồi mà giết chết hắn. Một lúc lâu sau, trung nhạc cuối cùng cũng chế trụ lạc ấn hỗn độn và đạo quang thế giới, đạo quang đạo giới, thở dài một tiếng, khẽ nhíu mày một cái. Ta giúp cự thú hỗn độn điều khắc ra khiếu thứ bảy, thật không ngờ là lại phóng xuất ra một đại ma đầu như vậy. Chỉ sợ lần này Càn Đô đạo huynh chạy trời không khỏi nắng rồi. Hắn một lần nữa tiến vào trong luân hồi thiên cầu, dụng tâm suy tính làm sao phá giải lạc ấn hỗn độn. Mà đạo thân Dịch tiên sinh thì rời khỏi thiên đình, đi tới vãng sinh cung đi gặp Tư Mệnh nương nương. Vừa gặp mặt Tư Mệnh, Dịch tiên sinh không khỏi cả kinh thất thanh nói: Người... Tư Mệnh nương nương ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt cổ quái: Ta va chạm một chướng với gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia, đạo hỏa trên người liền dập tắt, ngay cả ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Đạo hỏa ngày đêm thiêu đốt trên người của nàng đã hoàn toàn dập tắt, thân thể hoàn chỉnh, thiên y vô phùng, hoàn toàn là do linh quang cấu thành. Gã hỗn độn thất khiếu này rốt cuộc muốn làm gì đây? Sao lại giúp ta dập tắt đạo hỏa trên người như vậy? Sao lại muốn cướp đi Cản Đô, Thiên Cơ và Thiên Huyền đây? Tư Mệnh nương nương không... Dịch tiên sinh có chút suy tư lên tiếng: Dập tắt đạo hóa trên người của ngươi rất có thể là đặc tính của hỗn độn. Đạo hóa là đại đạo thiêu đốt, hỗn độn bất đồng với những đại đạo khác, trong hỗn độn không có đại đạo, bởi vậy hắn có thể dập tắt đạo hỏa trên người của ngươi. Có tầng bảo vệ này, thực lực của ngươi sẽ càng cường đại hơn nữa. Đạo hóa khiến cho người khác không dám tiếp cận, mà dập tắt đạo hóa ở trên người của ngươi khiến cho ngươi thiếu đi một thủ đoạn tự bảo vệ chính mình kìa. Tư Mệnh mỉm cười nói: Nhưng ta lại rất hài lòng. Đạo hỏa vừa tắt, loại thống khổ không ngừng bị đạo hóa thiêu đốt kia cũng theo đó mà tiêu tán, khiến cho ta có cảm giác vô cùng dễ dàng. Hiện tại chúng ta rốt cuộc đã có thể thân cận rồi. Dịch tiên sinh suy tư nói: Hắn đã cướp đi Cản Đô, Thiên Cơ và Thiên Huyền chính là để cho thiên thôn phệ bọn họ, bổ toàn thiên đạo của thiên. Thiên cho tới hiện tại vẫn là tiên thiên tế tự thần, mặc dù càng mạnh hơn trước đây, nhưng cách đạo thần vẫn còn một đoạn khoảng cách không nhỏ. Nếu có thể thôn phệ Cản Đô, Thiên Cơ, Thiên Huyền, vậy thì thực lực của thiên sẽ liền nhảy vọt. Hắn sẽ trở thành tồn tại có thể chống lại tứ diện thần và khởi nguyên đạo thần được. Vậy mục đích của thần nhân hỗn độn thất khiếu rốt cuộc là cái gì đây? Tư Mệnh nương nương cũng lâm vào trầm tư. Bất kể nếu hắn muốn đối địch với ta, mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, nhất định cũng sẽ phải diệt trừ hắn ta. Dịch tiên sinh trầm giọng nói: Thực lực của hắn quá mạnh, còn cường hoành hơn cả đại Tư Mệnh. Sau khi đã trở thành đạo thần, có thể dễ dàng ngăn cản uy năng của luân hồi thiên cầu. Hắn còn có thể thi triển ra thần thông đạo giải, đây mới là thực sự đáng sợ nhất kìa. Đạo giải vừa rồi hắn thi triển ra chính là đạo giải hoàn chính. Thần thông đạo giải dưới trạng thái lục giới đại nhất thống, thế gian này có thể làm được một bước này mà không bị phản phệ, chỉ có Tư Mệnh nhìn chằm chằm hắn, lặng lặng chờ đợi hắn nói tiếp. Sắc mặt của Dịch tiên sinh âm tình bất định, thấp giọng nói: Chỉ có một mình ta. Ta ở trong cơ thể mở ra vũ trụ càn khôn, dùng 6 bí cảnh nguyên thần làm căn cơ, mở ra lục giới, rồi lại kết hợp với 2 bí cảnh vũ và chủ. Bí cảnh đạo nhất của ta chính là đạo giới của ta, nội tảng tiên thiên thánh địa của ta, cho nên thi triển ra đạo giới hoàn chính mới không bị phản phế. Ngoại trừ ta ra, Phong Sư Huynh cũng có khả năng thi triển ra đạo giải, nhưng ta chưa từng nhìn thấy hắn thi triển qua, bởi vậy chỉ là khả năng mà thôi. Mà gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này lại cũng có thể làm được một bước này, thật sự là rất quỷ dị. Hắn thật sự có thể thi triển ra toàn bộ thần thông của tất cả mọi tồn tại trên thế gian hay sao? Tồn tại bậc này quá đáng sợ. Năm xưa Trung Nhạc giúp cự thú hỗn độn điêu khắc ra thất khiếu là muốn hỏi hắn tương lai. Thế nhưng không ngờ sau khi điêu khắc thành công, vậy mà đã phóng xuất ra một con quái vật đáng sợ như vậy. Luân hồi tiên cầu là vũ khí cường đại nhất đương kim thế gian. Trước đây bị Trung Nhạc dùng để đánh xuyên qua đạo giới cũ. Uy năng mạnh mẽ như vậy, thế nhưng chỉ vẹn vẹn có thể khiến cho bàn tay thần nhân hỗn độn thất khiếu bị thương, có thể thấy được thực lực của hắn là mạnh mẽ tới mức nào. Đại Tư Mệnh sau khi thành tựu đạo thần, thực lực của hắn mặc dù cường hoành, không ai có thể địch nổi, nhưng so với gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này vẫn còn thua kém không ít. Trung Nhạc tự nghĩ cho dù chính mình khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, cho dù có thể tế khởi luân hồi thiên cầu cũng không phải là đối thủ của kẻ này. Chỉ khi nào tiến vào đạo giới, trở thành đạo thần chân chính,
lại kết hợp với uy năng của luân hồi thiên cầu, lúc này mới có khả năng chống lại hắn. Cản đô thiên cơ thiên huyền sợ rằng đã gặp phải độc thủ của hắn ta rồi, bị thiên thôn phế. Hiện tại thiên hạ đại loạn nổi lên bốn phía, Hách Liên Khuê Ngọc tạo phản tắc loạn, các lộ đại đế đã ra tâm bừng bừng, đều muốn chia một chén súp, nguy cơ trùng trùng kìa. Tư Mệnh Nương Nương dò hỏi, vậy ngươi định làm thế nào? Hách Liên Khuê Ngọc chỉ là con kiến hôi mà thôi, không đáng để lo. Hắn chẳng qua chỉ là con cờ mà đám tồn tại khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần đẩy ra dùng để thăm dò ta. Chân chính đáng sợ vẫn là đám tồn tại khởi nguyên đạo thần cùng tứ diện thần, Hắc Bạch Nhị Đế, Luân Hồi Thánh Vương này. Bọn họ tu thành đạo thần sẽ có thể ngang vai ngang vế với ta, cộng thêm đạo giới, vậy thì phi thường đáng sợ. Dịch Tiên Sinh nói, trận chiến này không thể thua được. Nếu đã thua rồi, chúng ta liền không còn gì cả. Hách Liên Khuê Ngọc cứ giao cho đám người Hiếu Văn, Hoàng Thần đi ứng phó vậy. Ta cần toàn tâm toàn ý nghiên cứu biện pháp phá giải lạc ấn hỗn độn, đối phó với đạo quang đạo giới. Không thể phân tâm quá nhiều, bằng không tương lai quyết chiến sẽ bại vô cùng thê thảm. Tư Mệnh Nương Nương gật đầu nói, vậy Phong Đạo Tôn ở trong đạo giới? Dịch Tiên Sinh cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Từ khi đạo giới mới kiến thành cho tới hiện tại đã trải qua hơn 40 năm. Thời gian hơn 40 năm, Phong Hữu Trung vẫn như cũ không có bất kỳ tin tức gì, nói rõ hắn vẫn còn bị vây khốn trong bẫy dập đạo thần, chưa thể thoát thân. Ngộ tính của Phong Hữu Trung cực kỳ kinh người, lần này tiến vào đạo giới hắn cũng có sung túc nắm chắc. Năm xưa Đại Tư Mệnh mở ra đạo giới mới, Trung Nhạc tức khởi đại đạo luân hồi, xuyên qua luân hồi của đại đạo đạo giới. Hắn gấp gáp như vậy cướp đoạt công lao của Luân Hồi Thánh Vương, chủ yếu chính là Trung Nhạc lo lắng Luân Hồi Thánh Vương sẽ lại động tay động chân trong bẫy dập đạo thần. Hắn đích thân nhất thống luân hồi của đại đạo đạo giới, không hề động tay động chân gì. Phong Hữu Trung chỉ là rơi vào trong bẫy dập đạo thần đơn thuần, muốn nhảy ra đối với thiên tài như Phong Hữu Trung cũng không tính là 10 phần khó khăn. Nhưng hiện tại Phong Hữu Trung vẫn chưa có bất cứ tin tức gì, chỉ sợ là đã tao ngộ những vấn đề khác rồi. Ta đã nhất thống luân hồi của đạo giới, hào quang đại đạo do khai mở đạo giới mang tới cũng là một phần nhỏ của ta. Dịch Tiên Sinh trầm ngâm nói, đợi sau khi giải quyết xong khế ước hỗn độn và đạo quang đạo giới, sẽ tiến vào đạo giới một lần, nhìn một chút xem Phong sư huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà vào lúc này, Thiên mang theo đám người Cản Đô Thần Vương gấp gáp mà phi hành, đột nhiên chỉ thấy hỗn độn bị nứt ra, bọn họ vậy mà tiến vào một mảnh hỗn độn mênh mang. Trong hỗn độn kia còn có một phiến thiên địa sừng sững bao la hùng vĩ, khiến cho Thiên kinh ngạc. Những người khác đều là khai thiên trong vũ trụ, ví dụ như Đại Tư Mệnh mở ra tử vi và đạo giới, Trung Nhạc mở ra khu luân hồi thứ 7, không ai là không phải như vậy. Mà gã thần nhân hỗn độn thất khiếu lại là mở ra một tiểu vũ trụ trong hỗn độn, quả thật là kỳ lạ. Khó trách rất nhiều người đều muốn tìm hắn, thế nhưng làm thế nào cũng không thể tìm được. Hắn ẩn thân ở nơi này, kẻ nào có thể tìm được hắn ở đây? Thiên đạo hữu, giữa ngươi và ta có khế ước hỗn độn, bởi vậy ta mới ra tay cứu ngươi. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia ném ba tôn thần vương Cản Đô, Thiên Cơ, Thiên Huyền xuống đất, ngữ khí đạm mạc nói, thực lực của ngươi càng mạnh, đối với ta lại càng hữu dụng, ngươi thôn phệ bọn họ đi thôi. Trong lòng của Thiên không khỏi đại hỉ, chợt nhớ tới lời thề chính mình đã lập ra với hắn, trong lòng không khỏi cảnh giác. Năm xưa gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này đã cứu hắn từ trong tay Đại Tư Mệnh, lại định ra khế ước với hắn, khiến cho chính mình phát thệ với hỗn độn, giúp hắn chiến đấu với cường địch. Hiện tại gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này lại cứu hắn từ trong tay của Tư Mệnh, nhắc lại cố sự, hiển nhiên cường địch trong tương lai kia rất không tầm thường. Ngay cả vị tồn tại đáng sợ này cũng cần liên thủ với hắn, hơn nữa còn không tiếc để thăng thực lực của bản thân. Đạo huynh, xin hỏi cường địch tương lai của ngươi là ai? Thiên cẩn thận thận hỏi. Ngư khí thần nhân hỗn độn thất khiếu kia hờ hững nói, hiện tại ngươi không cần biết, tới lúc đấy ngươi tự nhiên sẽ biết thôi. Thiên cũng không dám hỏi nhiều. Hắn mặc dù cường hoành, thế nhưng vừa rồi đã bại trong tay Tư Mệnh, mà gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này lại có thể dễ dàng đánh bại Tư Mệnh, có thể thấy được chênh lệch giữa hai người bọn họ là to lớn tới mức nào. Hắn đột nhiên mở ra cái miệng lớn, nuốt chửng Cản Đô, Thiên Cơ và Thiên Huyền vào trong bụng, dụng tâm luyện hóa, khóe mắt lại âm thầm quan sát phiến không gian trong hỗn độn này. Chỉ thấy nơi này vô cùng thần thánh, thiên địa vậy mà tự thành luân hồi, trong lòng lại càng thêm kinh ngạc. Thánh địa trong phiến thiên địa này dày đặc, toàn bộ đều là tiên thiên thánh địa, đại đạo như rồng, tự động uốn lượn trên không trung.
mà trên thiên không một cái chuông đồng to lớn khôn cùng treo cao trên đấy, bao phủ hơn phân nửa thiên khung. Cái chuông lớn kia chậm rãi chuyển động, ngoài mặt lạc ấn một đám phù văn và ngay cả thiên cũng xem không hiểu, bao phủ dày đặc trên vách chuông, lúc sáng lúc tối, hẳn là hoa văn của hỗn độn. Chất liệu của cái chuông này bất phàm, không phải vàng, không phải sắt, không phải bạc, không phải đồng, không phải đá, cũng không phải gỗ mộc, hơn phân nửa là tài liệu ở trong hỗn độn chế tạo mà thành. Mặc dù không bằng được luân hồi thiên cầu của Thái Hoàng, thế nhưng cũng rất không tầm thường, chỉ sợ không thua kém chí bảo đạo thần. Thiên phóng tầm mắt nhìn về phía những địa phương càng xa hơn, vậy mà nhìn thấy trong hỗn độn, ngoại trừ phiến thiên địa này, còn có những phiến thiên địa khác nữa. Cũng có từng cái chuông lớn phiêu phù, trong lòng lại càng kinh hỉ. Lẽ nào trong hỗn độn còn có những thần nhân hỗn độn thất khiếu khác nữa sao? Xem ra hơn phân nữa là có tới 7 gã thần nhân hỗn độn thất khiếu rồi. Trong thiên địa mấy tòa hỗn độn còn lại, không có bất kỳ sinh linh nào, hoang liêu trầm tịch, mà trong phiến thiên địa này, gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia đang ngồi trên cái chuông lớn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Càn đô thiên cơ và thiên huyền ở trong cơ thể của hắn không ngừng dãy giụa, thiên không dám phân tâm, ngưng tụ toàn bộ tinh thần, toàn lực luyện hóa và tôn thần vương. Không biết trải qua bao lâu, tu vi của thiên đột nhiên tăng mạnh, tốc độ luyện hóa cũng càng lúc càng nhanh hơn. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng chuông ngân, tiếng chuông hạo hạo đãng đãng, chấn cho thiên cũng phải đầu váng, mắt hoa, không thể không phân thần một chút. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia vừa chấn động hồng chuông một cái, 6 cái hồng chuông trong 6 tòa thế giới hỗn độn còn lại cũng theo đấy chấn động. Một tiếng tiếp theo một tiếng, sau đấy lại có tiếng chuông từ thiên ngoại truyền tới, mơ hồ loáng thoáng, khiến cho thiên không khỏi kinh ngạc, nghi hoặc. Tiếng chuông tự hồ từ trong tử vi truyền tới, là ai đang chấn vang hồng chuông vậy? Sau khi tiếng chuông chấm dứt, thiên cũng phát hiện chính mình đã trong lúc bất chi bất giác luyện hóa xong ba tôn thần vương bọn Càn Đô. Tiên thiên thiên đạo của ba tôn thần vương này toàn bộ đều dung nhập vào trong cơ thể chính mình, bị hắn tiêu hóa không còn một mảnh, khiến cho thực lực của hắn bạo tăng, thiên đạo viên mãn. Trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ, vội vàng thi lễ với gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia. Hắn nói: "Đà tạ đạo huynh đã dùng tiếng chuông giúp ta luyện hóa Càn Đô." "Thiên đạo của ngươi mặc dù viên mãn, nhưng vận chuyển lên vẫn còn thiếu khuyết, thiếu mất tiên thiên dịch đạo, không thành được đại diễn thiên đạo đâu." Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia từ trên hồng trung đi xuống, hắn nói: "Bất quá, ngươi tu luyện tới một bước này cũng đã rất không tầm thường rồi. Thực lực hiện tại của ngươi cũng đã có thể so sánh với Hắc Đế đạo thần, Bạch Đế đạo thần. Nghĩ muốn vượt qua bọn họ, ngươi chỉ có thể nghịch chuyển tiên thiên trở thành đạo thần mà thôi." Thiên không ngừng nói phải, hắn mỉm cười hỏi: "Đạo huynh, bản lĩnh của ngươi vượt qua ta mấy trăm lần, tất nhiên biết rõ pháp môn nghịch chuyển tiên thiên, có đúng không?" "Phải, biết rõ." Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia lạnh nhạt nói: "Bất quá, ngươi lại không luyện được. Ngươi thân là tiên thiên tế tự thần, thân thể tạp chất quá nhiều, trừ phi ngươi có thể tiến vào đạo giới, đoạt xá tôn thiên nhân kia. Thế nhưng hiện tại, hắn đã là đạo thần, ngươi đoạt xá hắn chỉ ngược lại sẽ bị hắn hấp thu ăn tươi mà thôi." Thiên bị dọa cho sợ hết hồn, mỉm cười nói: "Thực lực của Phong Độ Tôn vượt qua ta không biết bao nhiêu lần, hiện tại ta nào dám đoạt xá hắn đây. Đạo huynh, ta hiện tại lập tức hạ giới, săn bằng răng sơn của Thái Hoàng, tương lai phát sinh đại chiến, ta tự nhiên sẽ xuất hiện." Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia phất đống tay áo một cái: "Ta sao có thể bỏ qua trận chiến đánh chết Thái Hoàng được. Thiên, ngươi đi đi thôi." Thiên khôi phục lại tinh thần, chỉ thấy chính mình đã trong lúc bất chi bất giác quay trở lại tinh vực tử vi, trong lòng kinh thán không thôi. Hắn tán thưởng: "Tồn tại sâu không thể lường, thực lực của hắn thậm chí còn cường hoành hơn cả tứ diện thần cùng khởi nguyên đạo thần. Ta có hắn làm chỗ dựa, cũng không cần sợ hãi đám người khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần nữa rồi." Trong thế giới hỗn độn, gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia quay trở lại ngồi trên hồng trung, bàn tay nâng lên chống cằm, lặng lặng nhìn về phía trước, ánh mắt âm u. "Thái Hoàng, cách thời điểm ngươi vẫn lạc càng lúc càng gần hơn rồi. Thời không đã hỗn loạn, làm sao biết ta quá khứ không phải là ta đấy. Trận chiến này nhất định phải đánh cho thời không trong suốt, càn khôn thoáng đãng." Đoang! Trong thánh địa của hỗn độn thị, hỗn độn lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía cái hồng trung vắt ngang trên không trung thánh địa kia. Hắn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: "Như thế nào hiện tại liền vang lên rồi, kỳ quái. Ta còn tưởng rằng cần ta phải đích thân chấn vang mới được. Đạo hữu trong chuông nên tỉnh lại rồi."
trong vũ trụ của lão tại tinh vực Quảng Hàn. Đại doanh Hiếu Văn Đế đồn trú bên ngoài tinh vực Quảng Hàn, cách Tuấn Cung không xa. Thiên hạ đại loạn, Hiếu Văn Đế thân là đại hoàng tử của Thái Hoàng, trách nhiệm trọng đại, bởi vậy cầm binh ức vạn, dựa vào chỗ hiểm mà thủ. Trong kiểu hoàng thị, hắn chính là lớn tuổi nhất, cũng chính là hắn ở trên cơ sở của Trung Nhạc cải thiện hệ thống tu luyện linh hồn của đại toại, diễn biến thành hệ thống tu luyện hồn phách. Đương kim thế gian, rất nhiều đại đế đều nhận được phúc lợi của hắn mới có thể đạt tới thành tựu như hiện tại. Trong kiểu hoàng thị, thực lực của hoàng thần thị chính là mạnh nhất, mà tu vi của Hiếu Văn Đế chính là thâm hậu nhất, rất có phong thái trưởng giả, danh tiếng vang xa. Niên kỷ của hắn lại không quá lớn, vô cùng trẻ tuổi. Vô số tinh vực to to nhỏ nhỏ phụ cận tinh vực Quảng Hàn đều là lãnh địa của hắn. Trong đám tinh vực này có hơn 100 vị đại đế, tất cả đều thuộc về Hiếu Văn Đế điều khiển. Hiện tại, đám đại đế này trưởng quản binh mã, hối hả ngược xuôi, trấn áp các lộ phản loạn trong vũ trụ của lão. Hiếu Văn Đế cũng mệt nhọc, không chịu nổi. Bên trong Tuấn Cung, Hiếu Văn Đế ngồi ở dưới, bộ dáng nhất mực cung kính. Phía trên có một nàng thần nữ đang ngồi ở đấy, dung nhan có 102 thiên hạ. Nàng nhàn nhạt nói: "Thái tử, người công vụ bề bốn, lại vừa mới chinh chiến trở về, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, không cần thường xuyên tới chỗ của ta, quấy nhiễu thanh tịnh của ta." Hiếu Văn Đế nói: "Mẫu thân, phụ hoàng đã sớm muốn đón ngươi trở về thiên đình rồi. Hiện tại thiên hạ đại loạn, loạn lạc, cho dù là Nhi thần cũng không dám nói có thể bảo toàn được bản thân, càng huống chi là Tuấn Cung đây. Không bằng mẫu thân cùng ta trở lại thiên đình, hai bên cũng tốt, có thể chịu ứng lẫn nhau." "Ta cùng với bệ hạ sinh ra ngươi, chỉ là trả lại ân tình cho hắn mà thôi." Sau đầu của nàng thần nữ kia, một vầng minh nguyệt chậm rãi chuyển động, không dính một chút khí tức nhân gian lửa khói nào. Nàng nói: "Ta cùng với hắn sinh ra ngươi, ân tình gì cũng đã trả lại rồi. Ngươi tuy là con trai của ta, nhưng lại là do bệ hạ nuôi lớn trưởng thành. Ngươi không cần nhớ tới ta, cứ việc đi làm chuyện của ngươi đi." Hiếu Văn Đế khẽ nhíu mày, sở dĩ hắn tuyển chọn trấn thủ phụ cận tinh vực Quảng Hàn, chính là biết rõ mẫu thân của chính mình cư trú ở nơi đây. Hắn vừa mới sinh ra đã bị Nguyệt Thần đưa cho Trung Nhạc, tuổi nhỏ không nhận được bao nhiêu tình mẫu tử, nhưng Nguyệt Thần dù sao cũng là mẫu thân của hắn. Sau khi Hiếu Văn Đế phong vương, liền thường xuyên lui tới nơi này làm bạn với Nguyệt Thần. "Mẫu thần có chỗ không biết, Vân tướng chuyển tin tức tới, nói trước đây Thiên đã giết chết Tuấn Nguyệt Thần Vương, luyện thân thể hắn thành bảo vật thiên đạo. Mấy ngày gần đây, Vân tướng đã kiểm tra luân hồi thiên cầu, phát hiện công pháp của Thiên đã đại thành, đã có thể thoát khỏi bảo vật thiên đạo do nhục thân Tuấn Nguyệt Thần Vương biến thành rồi." Hiếu Văn Đế nói: "Bởi vậy, Vân tướng hoài nghi Thiên có thể sẽ giải phóng ý thức của Tuấn Nguyệt Thần Vương để cho Tuấn Nguyệt Thần Vương trở về Tuấn Cung. Mẫu thần cư trú ở nơi này chính là cư ngụ trên hang hổ. Nơi này sẽ không còn là địa phương không gần nhân gian khói lửa, có thể an tâm tu luyện, rất nhanh sẽ trở thành sát lục tràng. Hơn nữa, phụ hoàng cũng rất nhớ người." Nguyệt Thần lắc đầu nói: "Ta đã không còn ân oán nhân quả dây dưa gì với hắn ta nữa. Nếu ta đi thiên đình, chỉ sợ sẽ lại có tình si tình xôi, quấn loạn đạo tâm của ta." Hiếu Văn Đế khom người nói: "Mẫu thân, Nhi thần cũng rất nhớ người, rất mong đợi có thể phụng dưỡng dưới gối của nhị lão. Nhi thần là do phụ hoàng nuôi lớn, phụ hoàng bận rộn vất vả, Nhi thần bình thường gặp mặt người cũng rất ngắn ngủi, chỉ có thể ngày đêm tu luyện, chưa từng trải qua niềm vui hầu hạ. Nhi thần không phải là tiên thiên thần ma, không có thọ nguyên vô tận, một đời này rất ngắn ngủi, khẩn cầu phụ mẫu cùng một nhà có thể khiến cho Nhi thần hiếu kính cũng tính là bồi thường." Thân thể của Nguyệt Thần khẽ run lên một cái, than thở: "Người đã khiến cho đạo tâm của ta loạn rồi, Xì Nhi, đứng lên đi, ta theo ngươi trở về thiên đình là được." Hiếu Văn Đế nhất thời đại hỉ, vội vàng đứng dậy, nhưng đúng lúc này, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền tới thần tướng báo tin: "Báo, điện hạ, Bắc Đẩu Vương đã làm phản rồi." Tâm thần của Hiếu Văn Đế đại chấn, ngay sau đấy khôi phục lại như thường, hắn mỉm cười: "Mẫu thân, trước thu thập một chút đi, bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi hành, ta sẽ đi gặp Mục Bắc Đẩu một chuyến." Trong tinh vực Huyền Tẫn, cách tinh vực Quảng Hàn cũng không tính là quá xa xôi. Mục Bắc Đẩu được phong là Bắc Đẩu Vương, trấn thủ tinh vực Huyền Tẫn, phụ cận còn có tinh vực Thiên Dậu của Câu Trần Thị và tinh vực Thiên Cung của Lư Hạp Thị. Lần này Mục Bắc Đẩu khởi binh tạo phản, Hiếu Văn Đế cũng sớm đã có phòng bị. Mục Tiên Thiên chính là chết trong tay Trung Nhạc, bị Trung Nhạc hủy diệt Tiên Thiên Thánh Địa, hoàn toàn diệt trừ hắn. Lúc đấy Mạc tướng đã bắt giữ Mục Bắc Đẩu, chuẩn bị giết chết trị tội,
nhưng Trung Nhạc bởi vì cảm niệm Mục Tiên Thiên là đạo hữu của hắn, cho nên đã ứng với thỉnh cầu trước khi chết của Mục Tiên Thiên, bỏ qua cho Mục Bắc Đầu, lại phong làm Bắc Đầu Vương, cho phép hắn trấn thủ tinh vực Huyền Tẫn, hơn nữa còn truyền thụ cho hắn toàn bộ tuyệt học của Mục Tiên Thiên, thậm chí ngay cả thần thông Đại Nhất Thống mà Mục Tiên Thiên khai sáng cũng truyền thụ cho hắn, vô cùng chiếu cố. Bắc Đầu Hiền Đế, ngươi khởi binh tạo phản không làm thất vọng ơn tài bồi, ơn nuôi dưỡng của cha ta sao? Trước trận của hai quân, Hiếu Văn Đế nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Mục Bắc Đầu toàn thân giáp trụ, bên cạnh có chư đế đi theo, sát khí đằng đằng, cao giọng nói: "Ngươi hẳn là nhớ rõ năm xưa cha ta đối đãi với ngươi như thế nào. Nếu cha ta muốn trị tội ngươi, ngươi còn có ngày hôm nay hay sao? Ngươi và ta dù sao cũng từng là bạn học, cùng từng ngồi dưới tọa hạ của Phong Đạo Tôn học tập thần thông đạo pháp. Cha ta cũng thường xuyên chỉ dạy cho ngươi. Có chút bất công thiên vị nào không đấy?" Hiếu Văn Huỳnh không cần nói nữa. Ngữ khí của Mục Bắc Đầu nghiêm nghị nói: "Huyết kiều phụ mẫu không đội chung trời. Ta báo huyết kiều trước, tương lai sẽ tự sát trả lại ân đức của Thái Hoàng là được. Huỳnh trưởng, năm xưa Thái Hoàng mang theo ngươi, phụ hoàng ta mang theo ta, gặp nhau trên đại hội chư đế tương lai. Thái Hoàng khen ta, mà phụ hoàng ta cũng khen ngươi. Chúng ta lại chưa từng giao phong qua với nhau bao giờ. Cách thời gian mấy ngàn năm, hôm nay chúng ta rốt cuộc đã có thể tranh cao thấp một trận được rồi." Hiếu Văn Đế khẽ nhíu mày, nhìn về phía Doanh Địch, cảm thấy có chút quỷ dị, hắn cười lạnh một tiếng nói: "Chúng ta tranh cao thấp một trận, vậy tại sao trong quân của ngươi lại có nhiều người ngoài như vậy? Tuấn Nguyệt Thần Vương cũng ở trong quân của ngươi sao? Ngươi mời Tuấn Nguyệt Thần Vương tới đây, chẳng nhẽ là muốn hạ thủ với mẫu thân của ta hay sao?" "Bình bất yếm trá, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào." Mục Bắc Đầu dốc tận đại quân, đại kỳ phiêu phù, âm ầm giết tới. Đột nhiên một vầng minh nguyệt treo cao, một tôn Tiên Thiên Thần Vương vô cùng cổ lão tọa trấn trong đại quân. Nguyệt quang vung vãi, thiên đạo treo cao, thiên uy sao động. Ở trên không đại quân biến thành 30 kiện trọng bảo thiên đạo, Hỗn Nguyên Đại La Kiếm, Trượng Thiên Bộ Địa Thiên Thư, Thiên Thủy Thái Cực Ấn, Huyền Tẫn Chi Môn, giết về phía đại quân của Hiếu Văn Đế. Kẻ này chính là Tuấn Nguyệt Thần Vương. Năm xưa ở thời đại Phục Môn Đạo Tôn, Tuấn Nguyệt Thần Vương chuyên tâm nghiên cứu thiên đạo, tự xưng là thiên đạo chủ, trưởng khống lực lượng và uy năng vô biên, là một trong những thần vương cường đại nhất lúc đấy, không thua kém gì Hắc Bạch Nhị Đế và Thần Ma Tà Tam Đế. Nếu không phải thiên đột nhiên ngang trời xuất thế, nhất cử thôn phệ hắn, hắn nhất định sẽ trở thành một đời bá chủ trong thần vương. Sau khi thiên thôn phệ hắn, đã chia nhục thân của hắn ra làm 30 phần, trong đấy đại não thiên ý là một trong tam bảo của Bích Lạc Cung, chính là đại não của hắn. Thiên phạt chính là nắm tay của hắn. Có thể tưởng tượng chiến lực của hắn kinh người là tới mức nào. Mà thiên ngục bên cạnh Bích Lạc Cung cũng là một bộ phận thân thể của hắn. Ngục chủ thiên ngục tay cầm thiên ngục, trước đây đã từng nhất cử đâm xuyên Nguyên Nha Thần Vương. Nhưng hiện tại thiên đã thôn phệ băng người Cản Đô Thiên Cơ và Thiên Huyền, thực lực đại tiến. Tuấn Nguyệt Thần Vương lại bị hắn phun ra, biến thành một bộ phận của thiên đạo, trả thân thể hắn lại cho hắn, lại để cho hắn thay thiên làm việc. Chiến lực của Tuấn Nguyệt Thần Vương cực cao, 30 kiện bảo vật thiên đạo nhau nhau bay ra, khiến cho người ta kinh hãi run sợ. Bày trận! Hiếu Văn Đế quát lớn một tiếng, 100 vị đại đế mỗi người thôi động đại trận, sát phạt dâng trào. Sát trận thất đạo luân hồi vận chuyển, biến nước vạn thần ma thành đạo luân hồi thứ 7, tác động tinh tú chư thiên. Nhất thời, vô số tinh tú nhất tể sáng lên, không biết bao nhiêu quả tinh tú bắn ra từng đạo tinh quang, liên tiếp vô tận tinh tú, nhìn từ xa giống như một đạo quang vong, quang võng vô cùng phức tạp vậy. Mau, bày đại trận đạo giái! Hiếu Văn Đế truyền lệnh xuống, 100 vị đại đế mang theo từng tòa sắt trận, thất đạo luân hồi, bày bố trận hình đạo giải. Chỉ thấy, đám thần ma dưới trướng Mục Bắc Đầu, đối diện cũng bày bố trận hình đạo giải. Song phương ầm ầm va chạm, uy năng vô cùng đáng sợ bạo phát, thổi quét vô số tinh tú chư thiên, khiến cho quần tinh dao động, nhao nhao ảm đạm xuống. Tuấn Nguyệt Thuần Vương cũng nhân cơ hội bạo phát, minh nguyệt treo cao. Trong vầng trăng, 30 kiện bảo vật thiên đạo đánh về phía đại quân của Hiếu Văn Đế, công phá từng tòa sắt trận, thất đạo luân hồi. Mà Mục Bắc Đầu thì lao thẳng về phía Hiếu Văn Đế, trầm giọng nói: "Tuấn Nguyệt đạo huynh, ngươi đi Tuấn Cung bắt giữ mẫu thân của hắn, làm loạn tâm trí của hắn." Hiếu Văn Đế hừ lạnh một tiếng, giữa không trung chặn đánh Tuấn Nguyệt Thần Vương. Bảy đạo quang luân sau đầu xoay tròn, cắt ra thời không, ngăn cản Tuấn Nguyệt Thần Vương lại. Ong một tiếng, quang luân sau đầu của hắn ầm ầm bạo phát, chỉ một thoáng, vô số thanh thần kiếm giống như khổng tức xòe đuôi liền mở ra, ở giữa không trung chém thẳng xuống
ngăn cản từng kiện bảo vật thiên đạo, khiến cho đám bảo vật thiên đạo kia không thể đánh vào trong tinh vực Quảng Hàn được. Đám thần kiếm kia đinh một tiếng khép lại, biến thành một cái kiếm hạp dựng thẳng trong thất đạo luân hồi ở sau đầu của hắn. Âm ầm âm ầm. Một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới, bàn tay còn lại của Hiếu Văn Đế va chạm với đại trưởng của Mục Bắc Đầu. Tinh hải nhất thể dâng trào, vĩ lực khôn cùng được bạo phát. Ồ, pháp lực của ngươi thật hùng hậu. Tuấn Nguyệt Thần Vương kinh ngạc tán thán, không khỏi tán thưởng. Pháp lực hùng hậu như vậy, thật không biết ngươi làm sao có thể luyện thành được đây. Niên kỷ của ngươi không lớn lắm, tạo nghệ trên pháp lực đã không thua kém gì ta rồi. Đại hoàng tử của Thái Hoàng quả thật là phi phàm mà. Mục Bắc Đầu bị một trưởng của hắn ngăn cản, đáp xuống, thân thể đột nhiên lay động. Hắn biến thành ba đầu, sau mỗi một cái đầu đều xuất hiện thất đạo luân hồi. Một cái đầu dùng thần đạo làm chủ, một cái đầu dùng tà đạo làm chủ, còn một cái đầu dùng ma đạo làm chủ. Hắn trầm giọng nói. Hắn chỉ tu hồn, không tu linh. Hồn phách của hắn cực mạnh, chấn động tinh không, có được vĩ lực vô biên. Tuấn Nguyệt đạo huynh nhất định phải cẩn thận. Tuấn Nguyệt Thần Vương mỉm cười nói. Hắn quả thật là rất phi phàm, đã có thể ngang hàng với Thần Vương Thái Cổ được rồi. Đáng tiếc, lần này trưởng tử của Thái Hoàng đã phải chết ở đây. Ta chính là thiên đạo chủ. Thiên đạo tức đạo của ta, thiên đạo thương khung. 30 kiện bảo vật thiên đạo treo cao, minh nguyệt đột nhiên rơi xuống, nhét 30 kiện bảo vật thiên đạo vào bên trong, biến thành thiên đạo thương khung, uy năng từng kiện bảo vật thiên đạo bộc phát mạnh mẽ, mãnh liệt, oanh kích về phía Hiếu Văn Đế. Cùng lúc đó, thân hình của Mục Bắc Đầu khẽ động, thất đạo luân hồi sau đầu xoay tròn, thi triển ra tuyệt học cường đại nhất. Thiên hạ đạo thống. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 359 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại ở tập 360.